Đây. Bây giờ mình qua cái thứ ba nha mọi người nha. Chuẩn bị trước. 1 2 3. Let's go. Một bài hát nữa dành tặng cho Yuka. Chúc chồng yêu sinh nhật thật vui vẻ hả? Ok. Chúc mọi người 14/2 vui vẻ nốt. Ok. Người chúc chú bé hoàng Mix Master Composer. Gửi tặng em hàng ngàn lời chúc từ tận đáy lòng tình nơi anh. Chúc cho những nỗi buồn mà em gặp sẽ mau tan biến và vơi nhanh. Bởi vì anh lỡ va vào nụ cười và lỡ khắc ghi nó thật sâu, nên anh chỉ mong là em không buồn và sẽ luôn luôn cười thật lâu. Chúc cho những vì sao sáng trên kia sẽ không thể lấp lánh bằng em. Vị thần dễ thương siêu cấp ít đồ không cần chứng nhận hay bằng khen. Nếu như có một vùng đất mỹ nhân thì em đây sẽ là nữ hoàng. Hoa hậu hay là thần tiên gặp em thì cũng sẽ xin một chữ hàng. Chúc cho những con đường mà em đi sẽ luôn ghi dấu và thành công, chiến thắng thất bại vượt qua nỗi sợ và sẽ biến áp lực thành không. Cuộc đời có đắng và cũng có ngọt như là vị của sô cô la. Chúc em có thể đi đến mọi nơi như slogan của Toyota. Chúc cho mỗi ngày mai của em sẽ luôn tuyệt vời hơn ngày hôm nay. Chúc cho mong muốn của em sẽ không xa vời và luôn nằm trong tay, vì đối với anh em sẽ luôn luôn là đỉnh nhất. Dành tặng cho em một bài ca chúc mừng sinh nhật. Mình tỉnh. Cái gì hả? Tại tôi cần lấy gương soi lại. Chờ xíu nha, tôi cần soi gương lại cái nữa. Sao cái mặt đổi liền? Mình phải mạnh mẽ lên. Mình là người cool ngầu. Phải ngầu lòi. Mình phải ngầu lòi. Yes. Yes. Mình phải ngầu lòi. Yes. 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 Ok. Ok. Mới đi uống nước. Yeah. Wow. Wow. Mọi người gửi xịn quá ta. Wow. Nói chung là cũng được đó. Ừ. Đấy. Sao ta? Cũng 8 trên 10. Cũng được. Ừ. Không thấy nổi.
nổi nào. Đáng khen, đáng khen. Tính ra là mọi người ai cũng giỏi hết nha. Vừa biết vẽ nè, xong rồi vừa biết làm clip nè, xong rồi còn có người biết rap nữa vào. Cũng được, ừ cũng được thôi. Cũng được thôi, tầm 8 trên 10 thôi. Cũng được, cũng được. Đáng lẽ là bình thường tôi chơi đó mà. Hôm nay sinh nhật. Thết. Thết ngại. Ê. Ơ bên. Bên Mai ơi. À, em nói gì hả? Sao tự nhiên chị cảm thấy là chị không hiểu tiếng Việt nữa? À, là sao ta? Bên Mai ơi, em nói gì vậy? Sao tự nhiên hết hiểu tiếng Việt rồi ta?